Đụng độ đối thủ người Nhật Yosuke Watanuki ở vòng 2, những tưởng đây sẽ là một trận đấu dễ dàng với hạt giống số 3 Felix Auger-Aliassime, nhưng mọi thứ diễn ra hoàn toàn ngược lại. Sự khó chịu của tay vợt người Nhật Bản được thể hiện khi anh kéo thành công cả hai set đấu vào loạt tie break, nơi Watanuki cho thấy bản lĩnh thi đấu vô cùng đáng nể trước tay vợt đứng trên mình đến 87 bậc trên bảng xếp hạng ATP. Khả năng xử lý xuất thần ở cuối sân mang lại những điểm số quan trọng để tay vợt hạng 99 thế giới giành chiến thắng chung cuộc 7-6 và 7-6 sau 2 giờ và 28 phút thi đấu, qua đó giành quyền góp mặt tại vòng 3 để đối đầu với Hugo Humbert. Auger-Aliassime không phải là hạt giống duy nhất bị loại ở vòng 2. Alexander Bublik, hạt giống số 6, cũng đã không thể chứng tỏ sức mạnh trước đối thủ người Pháp Gael Monfils. Nhà vô địch City Open vào năm 2016 thậm chí còn có một màn trình diễn áp đảo trước tay vợt người Kazakhstan khi có hai set thắng với các tỷ số 6-3 và 6-4 để giành quyền góp mặt ở vòng 16 tay vợt mạnh nhất. Đối thủ tiếp theo của cựu binh 36 tuổi là tay vợt người Hà Lan, Talon Griekspoor. Trong khi đó, một lão tướng khác là Andy Murray lại mang đến một bầu không khí rất khác biệt tại nước Mỹ khi dù phải đối đầu với một tay vợt nước chủ nhà là Brandon Nakashima, tay vợt đến từ Vương quốc Anh vẫn chiếm được hoàn toàn cảm tình của các khán giả tại xứ cờ hoa. Màn trình diễn phần nào gợi nhớ lại thời kỳ đỉnh cao của tay vợt cựu số 1 thế giới với những cú rally thoát tim tại Washington mang lại những màn cổ vũ đặc biệt của các khán giả dành cho Murray. Để rồi, nhà vô địch Grand Slam 3 lần đánh bại Nakashima với tỷ số 7-6, 6-4 sau 2 set, đánh dấu chiến thắng đầu tiên của anh tại đây kể từ năm 2018. Đối thủ tiếp theo của Murray sẽ tiếp tục là một tay vợt nước chủ nhà, Taylor Fritz.